Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Chọc sườn Việt Nam, Bắc Kinh dự liệu, phản lại Hà Nội, Phnom Penh chối từ. Hôm nay trước sức ép của dư luận quốc tế cũng như trong nước, chính phủ Campuchia đã buộc phải đưa ra những biện pháp giải thích cho việc chính phủ nước này có thể cho Trung Quốc thuê căn cứ quân sự gần với biên giới Việt Nam. Và đây là hình ảnh mà các bạn thấy một vị tướng của Campuchia, đó là ông Campuchia đã khẳng định không cho Trung Quốc dùng căn cứ hải quân Rim. Đấy, hình ảnh mà các bạn xem ngay trên một số cái trang báo quốc tế như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hoặc Đài FIFA hoặc là Thời báo DE để biết những tin này. Và giữa những tin đồn là Campuchia đã đồng ý cho Trung Quốc tiếp cận độc quyền căn cứ hải quân tại tỉnh Prep Sihanouk, các giới chức Campuchia mạnh mẽ phủ nhận chuyện họ đã ký một hiệp ước cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân Rim và nhấn mạnh sẽ không cho phép Bắc Kinh dùng căn cứ này trong bất cứ khả năng nào. Tuyên bố được đưa ra sau khi một nhóm quan chức cấp cao của quân đội Mỹ nói Hoa Kỳ có tin tức cho thấy Trung Quốc sẽ bắt đầu xây dựng những cơ sở trong căn cứ vừa kể vào năm tới, tức là năm 2020. Và đây là hình ảnh mà các bạn thấy vị tướng này đang trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trong thời gian gần đây. Và báo chí quốc tế cũng đã đặt câu hỏi về vụ việc rất nhạy cảm này, vì nếu Trung Quốc đặt được căn cứ ở đây thì sẽ khống chế được toàn bộ vùng phía Nam Biển Đông, trong đó có chủ quyền của Việt Nam. Và các bạn cũng có thể tự tham khảo những thông tin này trên một số trang báo quốc tế và một số trang báo trong nước cũng đã chia sẻ. Và ngoài ra, với cự ly từ căn cứ Rim để về đến Hà Nội và về đến thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là gần những cái vùng phía Nam của Việt Nam, thì sẽ rất ngắn, và với những cái đường bay thẳng từ đó đến thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ hơn một tiếng đồng hồ là có thể áp sát được miền Nam của Việt Nam. Và đây là điều hết sức nguy hiểm mà Việt Nam cần phải tránh và cần phải theo dõi rất kỹ trong thời gian tới. Và nhớ lại trước đây vào năm 1979, cũng chính từ Campuchia, Khmer Đỏ dưới sự cố vấn và vũ khí của Trung Quốc đã tấn công dọc biên giới Tây Nam Việt Nam và giết hại rất nhiều người dân Việt Nam, người già, phụ nữ và trẻ em. Và sau đó Việt Nam đã phải điều quân đội để sang tiêu diệt chế độ Khmer Đỏ này và giải phóng nhân dân Campuchia khỏi cái họa diệt chủng, với số lượng người đã bị giết rất nhiều trong cái thời kỳ mà họ Khmer Đỏ đã cai trị. Và kể từ khi Trung Quốc và Campuchia thiết lập trở lại đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2013, thì quốc gia Đông Nam Á với dân số trên 15 triệu người này đã trở thành đồng minh thân cận của Bắc Kinh. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã đổ rất nhiều tỷ đô la vào cho các khoản vay và những dự án hạ tầng cơ sở mới của Campuchia. Trung Quốc cũng là nước viện trợ tài chính và đối tác thương mại rất lớn và lớn hàng đầu tại Campuchia. Và hình ảnh các bạn có thể xem trên truyền thông quốc tế cũng như một số báo trong nước đã đăng tải về cái sự gần gũi của Campuchia với Trung Quốc như thế nào trong thời gian qua. Đó là thể hiện rất rõ qua những buổi Campuchia bí mật cho Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân hay không. Đây là cái câu hỏi mà một cái số bài báo quốc tế đã đăng và đã được dịch lại. Theo báo Mỹ, Campuchia đã ký một thỏa thuận bí mật với Trung Quốc cho nước này sử dụng một căn cứ hải quân của mình. Cả Phnom Penh lẫn Bắc Kinh đều nhiều lần phủ nhận kế hoạch xây dựng căn cứ chung trong bối cảnh Mỹ khuyến cáo Campuchia tránh hợp tác quân sự với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo tờ báo Wall Street cho biết Campuchia đã ký một thỏa thuận bí mật với Trung Quốc cho nước này sử dụng một căn cứ hải quân của mình. Các quan chức Washington được cho là đã nhận được một bản thảo của thỏa thuận nói trên, ký vào mùa xuân năm nay. Theo đó, Campuchia sẽ cấp quyền sử dụng căn cứ hải quân Rim ở Vịnh Thái Lan cho Trung Quốc trong vòng 30 năm, tự động gia hạn sau mỗi lần 10 năm. Và đây là hình ảnh các bạn thấy là những cái tàu hải quân của Campuchia đang đóng ở đó. Và nếu kế hoạch này được thực hiện thì tại đó dần dần sẽ là thay thế bằng những chiếc tàu rất lớn, khổng lồ của hải quân Trung Quốc cũng như tàu tiếp tế đối cho Trung Quốc ở những vùng biển ngay sát Việt Nam. Và Campuchia và Trung Quốc đã có một quan hệ lâu nay ngày càng sâu rộng, và Việt Nam dường như gần đây đã bị đẩy ra ngoài lề của quan hệ với Campuchia, và thay vào đó là Trung Quốc với một cái người và họ đã đầu tư rất nhiều tiền, và không loại trừ Campuchia là một đất nước rất nhiều tham nhũng, thì những cái chính sách
tại Campuchia, và ngay cả những chính trị gia ở đây cũng có thể sẽ bị mua chuộc bằng những cái đồng tiền từ Trung Quốc đưa đến. Và hình ảnh mà cụ thể nhất mà chúng ta cũng thấy gần đây và rất đáng lo ngại ở phía nam của Việt Nam, đó là việc hình ảnh Campuchia và Trung Quốc tập trận rồng vàng vào năm 2019 gần đây nhất. Và cuộc tập trận chung mang tên rồng vàng giữa quân đội Trung Quốc và Campuchia chính thức bắt đầu vào tháng 3, 13 tháng 3 hôm vừa qua, gồm 3.000 binh sĩ của cả hai bên. Như vậy là rất nhiều. Báo Khmer Thai dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết rồng vàng 2019 kéo dài đến ngày 27 tháng 3. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia nói lại, kể từ khi được bắt đầu vào mùa xuân năm 2016, cuộc tập trận thường niên năm nay là lớn nhất và mất nhiều tuần để chuẩn bị. Các lực lượng đã di chuyển xe tăng, trực thăng cùng các phương tiện và trang thiết bị hạng nặng tới huyện Chum của tỉnh Kampot từ tuần trước. Và cái tỉnh Chum này cũng sát, rất sát gần biên giới Việt Nam. Và các bạn biết thì hiện nay Campuchia đã được Trung Quốc viện trợ rất nhiều vũ khí, khí tài mới, và điều đó sẽ uy hiếp Việt Nam từ biên giới phía Tây Nam, nơi mà Việt Nam đã từng bị Khmer Đỏ tấn công trước đây và bắt buộc Việt Nam đã phải giải phóng Campuchia sau đó. Và hình ảnh tiếp theo các bạn có thể xem, đó là Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã rất thân thiết và gần gũi với nhau thời gian gần đây. Sự hiện diện và ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh tại Campuchia và việc Thủ tướng Hun Sen mở rộng vòng tay với Bắc Kinh đã khiến cho mối quan hệ giữa hai nước bị soi mói nhiều hơn trong thời gian gần đây. Tờ Wall Street Journal ra ngày 22 tháng 7 loan tin là Campuchia có thể ký một cái hiệp định bí mật với Trung Quốc, và nếu điều này được thực hiện thì rõ ràng phía Trung Quốc sẽ có một căn cứ quân sự ngay sát biên giới phía nam của Việt Nam. Một số viên chức Mỹ tin là một thỏa thuận như thế sẽ cho phép Trung Quốc có cơ sở hải quân đầu tiên tại Đông Nam Á, và một tiền đồn thứ hai mà Ngũ Giác Đài xem như là nỗ lực của Bắc Kinh có được một mạng lưới toàn cầu, các căn cứ quân sự hay những vị trí lưỡng dụng. Trung Quốc đã thiết lập một căn cứ hùng hậu ở Duvetti ở vùng sừng châu Phi trước đó, và đó là cái điều mà Việt Nam ngày càng lo ngại, không những bị Trung Quốc áp chế ở Biển Đông với những lực lượng 300 tàu hải cảnh của Trung Quốc quần đảo ở đó, và ngay thời điểm này, ngay giờ phút này thì tàu Hải Dương 8 vẫn tiếp tục thăm dò địa chất trong một cái vùng rất rộng lớn của vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và điều đó rõ ràng là lộ ra những âm mưu ngày càng nguy hiểm từ phía Trung Quốc, là có thể bất cứ lúc nào cũng có thể áp chế Việt Nam, không những từ Biển Đông mà bây giờ ngay cả ở biên giới phía Tây Nam từ Campuchia, thì nếu họ thuê được những căn cứ như vậy thì cũng sẽ rất nguy hiểm cho Việt Nam. Và chuẩn tướng lục quân Mỹ James Wolfe đã tiết lộ tin Campuchia cho Trung Quốc thuê căn cứ quân sự ngay sát Việt Nam, và đây là hình ảnh của chuẩn tướng Mỹ này. Trong lời tiết lộ có thông tin rằng vào ngày 15 tháng 8 vừa qua, chuẩn tướng lục quân Mỹ ông James Wolfe, phó giám đốc phụ trách về kế hoạch và chính sách chiến lược tại Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, nói với báo giới ở Hawaii rằng có tin cho thấy sẽ có những bước đi của Trung Quốc tiến tới việc mở căn cứ tại Riem. Đây là lời của ông tướng Mỹ này nói như vậy. Và tuy nhiên, các giới chức Campuchia cực lực phủ nhận việc này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Hoa ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hôm 21 tháng 8 tại Dinh Hòa Bình ở Phnom Penh, tướng Chum Chet, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Campuchia nói hiến pháp Campuchia không cho phép chuyện này xảy ra. Và đây là cái điều mà tướng Mỹ và nhiều những cái lãnh đạo quân đội cấp cao của Mỹ đã tiết lộ điều này. Nhưng sau đó thì Campuchia đã lập tức là tìm cách phủ nhận. Và tất nhiên những cái hiệp định mà bí mật như vậy thì chưa được đưa ra ánh sáng. Và khi mà Trung Quốc đã đặt được căn cứ ở Campuchia thì cái toàn bộ vùng biên giới phía Nam, Tây Nam của Việt Nam thì sẽ trở nên rất nguy hiểm. Và bên cạnh đó thì đại sứ Mỹ tại Campuchia cũng đã đưa ra nghi ngờ về việc căn cứ mà Trung Quốc có thể thuê ở đây. Và đây là thông tin mà do tòa đại sứ của Mỹ tại Campuchia đã tiết lộ. Đó là nghi ngờ về căn cứ hải quân Riem gia tăng trước đây trong năm khi Campuchia lúc đầu yêu cầu và sau đó lại từ chối cho Hoa Kỳ cấp ngân quỹ để canh tân một trung tâm huấn luyện ở căn cứ vốn được Hoa Kỳ tài trợ. Việc này khiến cho chúng ta tự hỏi liệu kế hoạch đối phó đối với căn cứ hải quân Riem của giới lãnh đạo Campuchia có bao gồm việc cho quân đội nước ngoài triển khai khí tài và nhân sự hay không?
Phát ngôn viên của Tòa đại sứ Mỹ tại Campuchia, Ep Lee, nói trong một tuyên bố vào tháng 7 năm nay. Đây là hình ảnh các bạn thấy của Tòa đại sứ của Mỹ tại Campuchia. Và đây là phát ngôn rõ ràng của Tòa đại sứ Mỹ trước cái thông tin về việc Campuchia có thể cho Trung Quốc thuê căn cứ quân sự 30 năm với thời hạn được gia hạn tiếp tục 10 năm sau đó mỗi lần. Và trước tình thế tứ bề thọ Trung Quốc như hiện nay của Việt Nam, cơ hội để Việt Nam tồn tại được hoặc là trước sức ép ngày càng lớn từ Bắc Kinh sẽ rất nhỏ nếu như họ vẫn giữ thể chế độc đảng, độc quyền cai trị gần 100 triệu người dân của mình. Và điều cần làm để thoát khỏi sự kìm kẹp từ Trung Quốc là vứt bỏ thể chế cộng sản độc tài, liên minh với Mỹ và châu Âu và các nước văn minh để nhân lên sức mạnh cho người dân Việt Nam được tự do, dân chủ và công bằng xã hội. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 14 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như là để lại những bình luận và cho chúng tôi biết những thông tin, những yêu cầu để chúng tôi có thể cung cấp những thông tin mới nhất, cập nhật nhất và trung thực nhất đến các bạn trong thời gian ngắn nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tuần tới. Chúc các bạn một buổi cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.